này suốt mấy tạ trà cho tập đoàn này, đặc thương Việt Nam này, trà bút nhá các bạn. Bao nhiêu? 38. Cái đó cứ để ngoài, từ từ đi. Không, cái này vô trong đây. Mấy ký? Này, 31. Cho cái nặng xuống dưới. Rồi, cái mỏng lên trên. 3 ký 05. Và 3 ký 15. Ba ký 15 ngày luôn ấy, ngày sản xuất nữa luôn, 6 tháng 5, 6 tháng 5 ghi bên ngoài. 3 ký 1. Đó. Phải chọn chọn hai cái mỏng được, cái đó không là được. 2 ký 9. Không được, nát hết, không được, không được. Được không? Được. Thùng số 6. Chín bịch rồi. Tiếp tục, đóng đây. Đóng đây. Thùng này chưa hết đủ không? Thùng số 7. 3 ký 7. Ba ký 1, 3 ký 15. 3 ký 15 đấy chị nhớ. 3 ký 6. 3 ký 7. Ba ký 35. 4 thôi. 31. 8 được. 7. 8 thùng. Đấy. 3 ký 2. Rồi. 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 Lại vào. 8 bịch nhé. Rồi, 8 bịch. Số lượng tổng ghi vào để chất ghi vào thì biết rồi. Cộng lại. Cộng lại đi, cộng ghi luôn mà. Số 1. Từ từ. Thùng số 1 ghi vào nhưng mà trừ 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 bì ra. Cái này ghi tí nữa trừ bì sau đi anh ơi. Trừ bì. Số 2. Tổng thể 8 thùng, còn đóng một thùng nữa. Được. Trà bút đàn hương. Tuyệt vời.